Thường là viết ở trên cây là viết cái gì ạ? À? Một là tìm chó lạc, hai cấm đổ rác. Nhưng mà cái đó là cây cục điện thôi. Nhưng cái câu trả lời chúng ta là viết lên cây ngô đồng. Có chàng trai viết lên cây lời yêu thương cô gái ấy, mối tình như gió như mây, nhiều năm trôi qua vẫn thế. Hãy dành cho Lê Diệu Tô Lâm. Hay dữ vậy trời. Diễn tào nét hoài mà nó không có nét luôn á. Cố lên ba, cố lên. Hey. Cố lên anh, lần sau anh không muốn là không có anh đâu đó. Câu hỏi dành cho Lê Diệu Tô Lâm. Trời ơi trời, dễ không anh? Đưa một cái câu hỏi mà ngay những điều mà Lâm rất hay thường làm. Chết tôi rồi. Tập tạ đồ vô ngủ rồi. Ai cũng biết luôn. Lai chim. Nè, câu hỏi này được đọc xong thì em không cần ý kiến Lê Diệu Tô Lâm luôn, em tự biết luôn. Trong phim Mắt Biếc. Trời ơi. Wow. Coi phim chưa? Dạ chưa. Chưa rồi. Rồi. Không đẹp rồi đó. Coi phim chưa? Dạ chưa ạ. Sukana con bé kế bên luôn. Trong phim Mắt Biếc, Ngạn đã viết chữ gì lên cây ngô đồng? Trời ơi, quá dễ luôn. Quá dễ. Quá dễ. Bán đất nền. Bán đất nền. Nhà tôi có lô đất ngang 2m2, gần trường học, gần bệnh viện, gần xã, rồi nói chung là gần, phải không ạ? À? Đúng rồi, đúng rồi. Phải không? Thường thường là viết ở trên cây là viết cái gì ạ? À? Một là tìm chó lạc, hai cấm đổ rác. Nhưng mà cái đó là cây cục điện thôi. Nhưng cái câu trả lời chúng ta là viết lên cây ngô đồng, đúng không anh? Em xin trình bày ca khúc của anh Phan Mạnh Quỳnh. Có chàng trai viết lên cây lời yêu thương cô gái ấy, mối tình như gió như mây, nhiều năm trôi qua vẫn thế. Là cái bữa đi cắt phim là thật sự có anh luôn. Lúc anh đã nổi tiếng là nhèm nham. Anh đọc tóm tắt nhân vật, anh cắt tin vai Ngạn. Nhưng mà đạo diễn mặt Lâm già quá. Bây giờ không có vai Ngạn. Vai bạn của Ngạn là vai ngựa. Bạn của Ngạn là vai ngựa. Có đóng hay không? Thì Lâm nói thôi vai ngựa không hợp với anh. Cho nên anh từ cái vai đó, anh không có nhận vai đó. Mà anh đã đọc cái cốt truyện rồi thì anh đã biết lên cây ngô đồng hai chữ. Cô gái tên Hà Lan. Và cái bộ phim này anh coi rất là kỹ luôn. Trương Nhã Dinh. Dạ. Tin hay là không? Dạ không. Trời ơi, sao không tin? Nói sao không biết trời ơi. Hà Lan là cái cô gái nhân vật chính đúng không? Dạ đúng rồi. Là người yêu cậu này đúng không? Đúng rồi. Ủa đúng mà. Đúng rồi em. Đúng rồi. Hồi xưa đi học mấy đứa nó hay viết tên lên bàn đó em. Viết lên cái cây xương gồng, cái tép á, hay viết tên lên á. Hay tại em bé nghe nó chưa coi phim á, tưởng là viết đất nước Hà Lan trời. Không phải đâu. Tại qua cái miệng Lê Dương Bảo Lâm cũng không tin. Ảnh nói rất là có lý á, nhưng mà em thấy lúc ảnh nói hai chữ Hà Lan ảnh suy nghĩ hơi lâu. Thì anh đã viết lên cây ngô đồng hai chữ Hà Lan. Ngập ngừng. Với lại lúc đầu thì ảnh hát xong rồi ảnh kể chuyện, tức là ảnh dẫn hơi xa. Nó dẫn luôn, dẫn hơi xa. Bé này nó bay riết thiệt, nó không có nhớ gì chơi. Cái thông tin là có lý nhưng mà do cái cách Trình bày nó lừa đảo quá đúng không? Dạ. Nó có cái mùi gọi là không trung thực đúng không? Dạ. Nếu mà chính xác mình mang về một dấu o cho mình. Nếu không chính xác, đối thủ của mình sẽ có một dấu ít. Em thấy tiềm năng em được dấu ít không? Dạ không. Sao vậy? Em nghĩ bạn đúng. Tại sao? Em cũng chưa coi phim này mà. Vậy là không phải một mình em không tin anh thấy không? Em tin anh luôn hả? Anh làm sao? Không ai tin anh hết. Nobody trust you. Nếu bây giờ cho em lựa chọn lại, anh sẽ cho em 5 giây để lựa chọn. 5 4 3 2 Dạ em không tin. Dạ em không tin. Vẫn không tin tôi. Chưa bao giờ mà niềm tin nơi nghệ sĩ tuột như vậy. Anh chưa đừng hỏi nữa, càng hỏi càng đau. Không có, em ở xa thôi. Em ở xa em không nắm bắt được giống như cái thần thái của anh ấy. Còn anh ở gần đây nhìn kế bên á, anh còn không tin mà.
anh còn không tin mà. Theo em nghĩ thì em nghĩ là đáp án như thế nào là sẽ chính xác? Em nghĩ chắc là nó sẽ mang một cái gì đó ẩn ý hơn, dù ngày tháng hoặc là lời yêu thương giống như trong bài hát, chứ nó sẽ không hẳn là sẽ ghi thẳng tên ra, em nghĩ vậy. Không tin là một sự lựa chọn. Chính xác. Trời. Hai chữ được viết lên cây đó là mắt biếc. À, mắt biếc. Trời ơi. Là ẩn ý đôi mắt của Hà Lan đúng không? Ừ. Dạ. Một dấu O đầu tiên đã thuộc về Trương Nhã Dinh. Yeah. Dễ không? Nhưng mà hồi hộp quá, lúc đưa ra quyết định suy nghĩ lắm anh. Gì đâu suy nghĩ. Thả thấy sao? Dạ, với anh Lâm thì dễ. À, đối với anh Lâm thì dễ hả? Dạ. Dễ phân biệt được á hả? Dạ. Nói thẳng là giả tạo á. Chết cha sao kỳ vậy ta? Chết rồi. Dâm ơi, đừng bỏ cuộc, cố lên. Cố lên. Bây giờ là lượt của Dương Thu Thảo, bạn hãy chọn một vị trí. Dạ em chọn cô Y. Câu hỏi dành cho Võ Hoàng Yến. Trời. Gì vậy anh? Anh hỏi sao mà em biết trả lời chứ em quyết nhục nha. Câu này khó à, câu này khó à. Con vật nào có cánh giống đực không có khả năng tự tìm thức ăn? Cái con vật giống đực mà không thể tự tìm thức ăn đầu tiên là mấy ông chồng lười biếng ngồi đợi há mỏ đợi đúc không à? Ủa chị ơi, chị ơi, chị nói bài nhột chị. Mấy ông chồng có cánh mọc ở đâu? Cánh là ở đâu? Ông bướm dây quanh. Em tưởng là cánh mày râu. Không, ông bướm dây quanh là có nhiều cánh. Mà con ông người ta kêu là hay, có một bài hát là con ông chăm chỉ, thấy không? Vô. Chị ông nâu 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 nâu. Chị bay nâu nâu nâu. Đó. Hết rồi nha, đủ rồi. Ê, mốt hát ít bớt bắt nhịp lại nha. Đúng rồi đó. Bắt nhịp hát mà đổ hậu cho trời là hết hát. Thì thuộc kiểu đó à, hết thuộc rồi. Đó, thì cái con ong, nhưng mà ong cũng có ong dis, ong dat. Cũng có những con ong không chịu đi ăn bao giờ, không chịu kiếm mồi bao giờ, trực xương. Ong mà trực xương hả? Trực xương. Ong mà trực xương mà như chó vậy, chó đâu mà trực xương trời. Cô giáo ơi, trước khi mình đến đây mình quay chương trình á, mình uống thuốc chưa? Mình uống thuốc chưa? Thuốc em mang theo mỗi ngày, anh yên tâm. Vậy đây có sẵn luôn. Trên đáp án của cô giáo là con ong. Tin cô đi. Nhưng mà ong có nhiều loại ong, ong chúa, ong thợ. Nó ong dis, ong dat. Đó, ông chúa, ông thợ, ông cái đồ. Thì phải chọn một loại ông cho người ta chứ. Là con ông đực. À, ủa sao con đực mà không đi kiếm thức ăn ta? Con ông thợ khác ông đực nghe anh. Đúng rồi. Đúng. Con ông thợ là cái, tại sao gọi là thợ, thợ là siêng năng. Con ông đực nó không làm gì hết, nằm ở nhà. Nó chỉ ăn xong mới làm những chuyện thầm kín thôi. Đáp án của Dẫu Nghĩa là ông đực. Xin hỏi, tin hay không? Dạ, tin. Tin. Ôi, vậy mà trời ơi. Trời ơi, vậy mà tin hả? Giáo. Em tin là... Là vì sao? Hình như em cũng nhớ mang máng có một con ong ở trong tổ nó không có đi. Không có đi bay. Dạ. Đó là con ông chúa. Ông chúa. Ông chúa. Ông chúa nó chỉ đẻ thôi. Chỉ ăn và đẻ thôi. Nhưng mà em cũng hoang mang là không biết con đó con đực hay con cái nữa. Tức là bạn ấy không biết con ông là con ông gì, nhưng mà theo lời Yến là ông đực thì bạn ấy tin. Bởi vì bạn ấy nhớ rằng đã từng nghe một kiến thức về ông như thế. Ở đây ai tin Võ Hoàng Yến? Em cũng tin, tại vì hồi nãy chị Yến hát bài chị ông nâu 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 á, chứ đâu có hát bài chù ông nâu 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 hay ảnh ông nâu 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 đâu, cho nên là em nghĩ là con ông cá sẽ đi làm còn ông đực sẽ ở nhà. Ừ. Em lại nghĩ nó không phải con ông, em nghĩ nó là con diều. Con diều có cánh nó hả? Đi kiếm ăn đâu, nó bay không? Con diều bay không à, con diều cũng có cánh, nó xa xa cánh diều tuổi thơ đó anh. Nhưng mà con diều nào là đực, con diều nào là cái em biết không? Con diều mà con trai thả là con đực, con diều con cái thả là vẽ nó đực thì nó đực, vẽ nó cá thì nó cá. Đúng, con diều muốn vẽ nó sao vẽ. Mọi sự ế nó đều có lý do hết mọi người ạ. À. Ế nó đều có lý do hết mọi người ạ. À. Như vậy lựa chọn tin Võ Hoàng Yến, sự lựa chọn của Thu Thảo là một sự lựa chọn. Chính xác. Em cảm ơn cô. Mọi người ơi, cái con ong đực á là nó không có cái kim để nó hút, và nó cái chân phía sau á nó không có nơi để chứa cái phấn, nên nó nằm ở nhà nó chờ ông thợ đem về cho nó ăn. Nó ăn xong nó có sức là bắt đầu nó gặm ông chúa để nó tạo ra những đứa con sau ăn và sản xuất những đứa trẻ ong. Đúng rồi. Thôi cái sinh ra cuộc đời xong mà sướng vậy trời. Sao mình cũng giống đực mà đi kiếm ăn quá vậy ta. Kiếp sau mà em đầu thai em sẽ sinh là con ông đực. Trời đất ơi. Kiếm sao muốn làm ông đực hả? Dạ. Em sai lầm. Ở nhà bắt ăn đi. Xong nghe, nghe. Chịu sao nổi.
Đúng rồi, chưa kể nó đem cái gì về ăn cũng phải ăn. Đúng rồi. Cho ăn gì cũng ăn. Một dấu ít đã thuộc về Thu Thảo, xin chúc mừng. Cảm ơn chị.